Hello mọi người, hiện tại Thế Vũ đang ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Và đây là các bạn Thế Vũ mới gặp được. Ok, thì tôi diễn tặng với em coi ha. Ok, hãy coi đây. Hai, mặt vô. À, thằng chị Châu. Chị Châu mày đi ra mày, chị Châu. Bước xuống à? Đó. Bước xuống đúng không? Xuống ngang đúng không? Bước lên. Có trước không? Chị Châu Sơn Bin, chị Châu Văn Phúc, chị Châu Văn Đạt, chị Châu Văn Mèo. Cầm cuối. Cầm vô chút bạn. Cầm vô. Cầm vô chút. Đu. Rồi. Cảm ơn mấy em. Quay xung quanh hết nguyên cái xong luôn. Rồi, đây là, chào em. Rồi. Cảm ơn mọi người. Đây là một kỷ niệm rất là đáng nhớ, ngày 19 tháng 2 đúng không em? Ngày 19 tháng 2 năm 2022. Bye bye mọi người, đi bye bye đi, bye bye.